ចាតោះសួស្តីកូនកូនអស់គ្នាឥឡូវយើងមកជួបគ្នានៅម៉ោងទី2ជាបន្តអញ្ចឹងម៉ោងទី2បើយើងរៀនមុខវិជ្ជាអ្វីទៅចាគឺវិជ្ជាសាស្ត្រសិក្សាសង្គមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាំកូនអស់គ្នាទៅរៀនមេរៀនបន្តចាអញ្ចឹងតើការពីថ្ងៃមុនយើងរៀនឲ្យចំណុចអ្វីដែរតោះឥឡូវយើងទៅអានចំណងជើងជាមួយគ្នាមេរៀនទី3រុក្ខជាតិនានានៅភូមិខ្ញុំ ចាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរុក្ខជាតិនានាមានន័យថារុក្ខជាតិច្រើនប្រភេទនៅក្នុងភូមិរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់អត់គ្នាដឹងហើយរុក្ខជាតិនៅក្នុងភូមិរបស់កូនមានអ្វីខ្លះទៅចាល្អណាស់ឥឡូវយើងទៅរំលឹកមេរៀនកោរុក្ខជាតិនានានៅជុំវិញកន្លែងដែលយើងរស់នៅមានរុក្ខជាតិច្រើនណាស់ហើយភាគច្រើនមានពណ៌បៃតងរុក្ខជាតិទាំងអស់មានឈ្មោះរូបរាងនិងទីកន្លែងដុះខុសៗគ្នា ចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអំពីទីកន្លែងដែលរុក្ខជាតិដុះគឺខុសៗគ្នាចាវាដុះនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងសំណួរអ្នកគ្រូសួរថាតើរុក្ខជាតិដុះនៅកន្លែងណាខ្លះចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅរៀនខចំណែកថ្នាក់រុក្ខជាតិចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកគ្រូដាក់សំណួរមួយនៅត្រង់ចំណុចខហ្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលមើលអ្នកគ្រូសួរថាតើរុក្ខជាតិអាចដុះនៅកន្លែងណាខ្លះ អញ្ចឹងកូនសាកឹកតិចមើលតើរុក្ខជាតិនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងកូនឃើញថាវាដុះនៅកន្លែងណាខ្លះទៅចាអញ្ចឹងកូនឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូបាទអ្នកគាត់ថាវាដុះនៅកន្លែងណាខ្លះចាអញ្ចឹងយើងមើលគេអាចចែករុក្ខជាតិទៅតាមកន្លែងដែលវាលូតលាស់អញ្ចឹងតើវាលូតលាស់នៅកន្លែងណាខ្លះទៅតោះឥឡូវយើងទៅមើលជាមួយអ្នកគ្រូតោះចាអញ្ចឹងទី1រុក្ខជាតិដុះលើគោកចាទី1រុក្ខជាតិដុះនៅលើលើគោកអញ្ចឹងកូនឃើញថានេះ
chê, đam xoay, đam là mốt, đam miên, đam mà khóc. Và với chả ăn tiết đã đốt nửa lửa cục, mẹ nát. Dạ, mỗi tiết rồi chết bởi phết bằng lại. Rồi chết chết bởi phết bằng lại, khắc có viên chết rồi chết đã đốt lửa cục đài lấy. Nó khổ lửa kêu bằng lại mà chùm nuốt đôi chía. Anh này kế, spay, chả spay cái nhánh dương ná. Chà mà rè, bánh bọt, nó nôn, chà. Ây tiết hạp ca khẳng na, trọp, chạy tha ở bởi vấy nó cũng biết đâu nửa lửa ấy. Lửa cục chả năng lẹ cả nạ thác bẩn lại nó. Chà tí pi rồi cái chết đâu nè nè. Tí pi rồi cái chết đâu khăn ông ạc cả. Wow, nó cổ rồi cái chết đâu khăn ông ạc cả. Mình nên thay rồi cái chết đâu khăn ông khá chào ấy. Tại đâu khăn ông khá chào mà tớ. Chà chẳng không ai chung ngờ. Nhưng mơ đừng ạc nếp hai chứ cô mà chùm đốn. Bà bà khăn ông cả vô lấy sổ vào này. Nhưng chẳng yên mơ. À năng cái hai thế. Đám bằng nhà cái ai. Chắc đám bằng nhà cái ai cái vì mình nếu. Cái này cô viên này đông đông chăng ấy. Hai viên chú nơi lỡ mê nơi rồi có chết. Mùi chùm nguồn. Hai viên chập đám thế ấy. Đó là lụt lúa nơi lỡ mê rồi bỏ kề. Viên chú mô tháp bằng nhà cái ai. Mình này tháp viên nhà luôn nâng kề. Đó nơi lỡ đám rồi bỏ kề. Mình chẳng viên tới tùm nơi lỡ mê bỏ kề hết đó là ơ máu. Bộ tòa máu mà chân nằm bì chân nằm máu đám chơi nóng bàn ngọp. Viên ngọp mà đó mà mê. Về để ngọp hay bình nhà cái ai còn ngọp đài. Hay vì tật đọc mệt xe thì nó về để bình nhà cái ai mình trả nó lỡ đám chơi nóng thôi đám chơi nóng mệt đá. Ngọp chẳng sông đài mệt đồn chẳng nó về để cả sự cô dưỡng. Về để quạt khơi thà đám rồi chết bọc quạt mình bình nhà cái ai nó lỡ nóng quạt cặp mệt nóng chào lầy. Chà cặp bình nhà cái ai nóng hay nóng mệt nóng chào lầy. Cũng áo viết đọc từ tiệt phủ ấy viên nó mà kê ngọp đài. Anh ấy đám ấy. Chà cô mơ mơ, vì chú mô thác đá ông bỏ bỏ. Nhưng chắc là cô mà đang thác cô mà chùm nuôi nó thuộc khơi đá ông nâng ở tế. Bên tay đá ông nâng cứ chía đá ông rồi có chuyện mà dáng đá cái hai cái chạy về thác đâu nơi khăn ông ạ cả. Cứ bị đau lơ đá ông chơ xe anh tiệt. Chà, anh nâng đôi chìa đá ông đông rồi có đá ông xoay để mình ở dụng cho ra ơn. Hai bà tỏ máu vì mình xa lại cằn hãy cổ bỏ bỏ nâng bằng chú nửa lơ nâng hết đầu. Trong bộ bộ nó có đồ nửa lớn đã ấm đồ tươi đài tay nó miên chì vượt đây, đám chơ nó nó miên chì vượt đây. Trong việc đồ nửa lớn nâng, chả vì chì bộ phê bạm nâng ạ nè con khơi nhé. Đám bộ bộ nó miên bì bầy bộ phê trông. Miên sự lật thông chá, hay miên sự lật ẩn chá. Nhưng mà con khơi nhìn con ạch đá ở tư cáo bà tè bà cô ná. Hay tầm mơ đám chơ mà chì nguồn ai vì mẹ dụng chả án. Hay vì ở đám vi xa âm chẳng đồ. Tạm bộ bộ nó ngay. Chà anh chẳng rô có chết bộ phê bạp nâng. Nhưng hai tháng rô có chết đọc nóng. À cả về phố vị đọc nửa lỡ. Đã ấm rô có chết bộ xanh tiệt. Chà. Tỏ lỡ như mơ tịp bấy. Rô khả chết đọc nóng tực.
ចឹងអញ្ចឹងរុក្ខជាតិណាខ្លះទៅដែលដុះនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់រុក្ខជាតិមួយចំនួនហ្នឹងអានេះគេហៅដើមអីគេដើមចោកចោកវាដុះណាណាដុះនៅក្នុងទឹកចានេះអីគេនេះគេកំផ្លោកចាកំផ្លោកយើងនិយាយអត្ថប្រយោជន៍វាការពីលើកមុនហ្នឹងមែនទេផ្កាវាយកធ្វើអីចាយកទៅជលក់ទឹកគ្រឿងឬក៏ប្រហុកអូឆ្ងាញ់មែនតើដើមវាអីអញ្ចឹងទៅផ្សេងៗទៀតអានេះគេហៅដើមអីទៅដើមឈូកចាហើយអានេះគេហៅថាផ្កាឈូកអានេះស្លឹកឈូកក៏មានប្រយោជន៍ដែរយកទៅខ្ចប់យកទៅខ្ចប់អាហារបានណាផ្កាឈូកអញ្ចឹងទៅគេយកទៅតាំងលម្អអញ្ចឹងទៅចាហើយនេះអីគេដើមពលិតចាដើមពលិតអូគេយកដើមរបស់វាហ្នឹងណាយកទៅស្លស្លមួយជូណោះហើយមើមពលិតក៏គេយកទៅស្ងោញ៉ាំទៀតហើយនេះអីគេលំចង់អ្នកខ្លះហៅថារំចង់អញ្ចឹងរំចង់ក៏បានលំចង់ក៏បានចាអញ្ចឹងរំចង់ហ្នឹងស្តៀងគ្នានឹងពលិតទេគាត់ស្តៀងគ្នាមែនតែនប៉ុន្តែគេក៏អាចញ៉ាំរំចង់បានដែរណាចាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារុក្ខជាតិដែលដុះក្នុងអីក្នុងទឹកវាអាចទៅនៅលើគោកបានទេកូនយើងអាចដាំវានៅលើគោកបានទេបើវានៅលើគោកមានន័យថាវាងាប់ហើយចាអញ្ចឹងវាមានឫសដែរភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងទឹកចាវាមានន័យថាវាបឺតជីវជាតិពីទឹកដើម្បីចិញ្ចឹមសារសរីរាង្គរបស់វាឲ្យរស់រស់ឡើងណាចាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារុក្ខជាតិដែលយើងត្រូវដឹងថាវានៅក្នុងទឹកហើយក៏វាផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់មនុស្សយើងផងដែរគេធ្វើចំណែកថ្នាក់រុក្ខជាតិតាមកន្លែងដែលវាដុះមានប៉ុន្មានប្រភេទ3ប្រភេទចាទី1រុក្ខជាតិដុះនៅណារុក្ខជាតិដុះនៅលើគោកចាទី1រុក្ខជាតិដុះលើគោកទី2រុក្ខជាតិដុះនៅណាគាត់ទី2រុក្ខជាតិដុះក្នុងអាកាសចាទី3រុក្ខជាតិដុះក្នុងទឹកអញ្ចឹងតារុក្ខជាតិទាំង3ប្រភេទហ្នឹងវាមានរូបរាងដូចគ្នាឬទេចាគឺមានរូបរាងមិនដូចគ្នាទេចាអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាតើរុក្ខជាតិទាំងអស់មានរូបរាងខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងបើវាមិនដូចគ្នាមានន័យថាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងតើវាខុសគ្នាដូចម្ដេចខ្លះទៅអញ្ចឹងយើងមើលរុក្ខជាតិទាំងអស់មានរូបរាងមិនដូចគ្នាទេរុក្ខជាតិខ្លះមានដើមធំខ្លះមានដើមតូចខ្លះមានដើមទន់ជាដើមគេអាចបែងចែករុក្ខជាតិជាអ្វីខ្លះទៅណោះចាអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយគ្នាទី1រុក្ខជាតិធំចាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមានរាងមិនដូចគ្នាទេមានរូបរាងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងគេចែកវាជារុក្ខជាតិដែលមានរាងធំចាគេហៅថាដើមធំអញ្ចឹងតារុក្ខជាតិអីខ្លះក៏អាចមើលស្គាល់ដែរចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាដើមស្វាយដើមស្វាយកូនធ្លាប់តែឃើញដើមស្វាយតូចៗណោះនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូនណាមែនតូចពេកវាធំល្មមដែរប៉ុន្តែដើមស្វាយវាយើងទុកឲ្យវាមានអាយុកាល30ឆ្នាំ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំវានឹងខ្លាយទៅជាដើមដែរមានកម្ពស់ខ្ពស់មែនតែនហើយធំបែបនេះហើយមានរុក្ខជាតិលើអាកាសដុះផងដែរដូចជាប្រប្រោឬក៏បញ្ញាក្អែកជាច្រើនមែនណាចាដុះជាមួយនឹងគ្នានេះនេះនេះនេះមានប្រប្រោដុះជាមួយបញ្ញាក្អែកនៅលើមេឃហ្នឹងមានដែរអញ្ចឹងនឹងគេហៅថារុក្ខជាតិធំហើយនេះកូនស្គាល់ហ៎វ៉ាវពិតជាធ្លាប់ស្គាល់មែនណាអាហ្នឹងគេហៅដើមអីគេចាគេហៅថាដើមច័ន្ទគិរីដើមអីគេកូនដើមច័ន្ទគិរីឬក៏ដើមអំពិលបារាំងអញ្ចឹងកូនស្គាល់ដើមអំពិលបារាំងចាគូវាផ្ដល់មលុបទៅឆឹងទៅឆៃហើយដល់មនុស្សណារាប់រយនាក់អាចអង្គុយនៅក្រោមនឹងបានបើសិនបើគេមានអង្គប្រជុំអីមួយអញ្ចឹងតើបាទចាំជួលរោងទេក៏នេះដូចជាអភិបាលខេត្តឬក៏ច្វាយស្រុកគាត់និយាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមប្រជុំអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងបាទជួលរោងនាំមកខាតលុយឯងវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើងផ្ដល់មុខដល់យើងណាចាល្អមែនតើហើយចឹងនេះដើមអីដែរកូនអាចស្គាល់ទេចាដើមខ្វាត់កូនធ្លាប់ញ៉ាំផ្លែខ្វាត់អត់ចាអញ្ចឹងដើមខ្វាត់ក៏ជាប្រភេទរុក្ខជាតិធំដែរហើយនៅមានដើមឈើច្រើនទៀតណាដែលនៅក៏បានលើកយកមកដូចជាដើមអីទៅកូនសាក់ទីមើលដើមលមោតក៏ជារុក្ខជាតិធំដែរណាចាដើមអីទៀតទៅណាដូចជាដើមអំពិលចាដើមអំពិលទឹកក៏ជារុក្ខជាតិធំដែរណាកូនណាដើមពោក៏សត្វជារុក្ខជាតិធំអញ្ចឹងហើយដើមឈើទាំងអស់នោះឯងគេចាត់ចូលជារុក្ខជាតិធំចាអញ្ចឹងចំណុចទី2ចាចំណុចទី2រុក្ខជាតិទៀបចាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមានរាងទៀបទៀបគេហៅថាតឿតឿអញ្ចឹងរុក្ខជាតិអីខ្លះទៅចា
miền bản lai bản lai phía chốn sẽ tới chi rục chiết tiệp bể đôi chi spơi đôi chi ấy thì tới đam bánh pa đôi chi ấy thì tới nè đam ấy đam rụm đen đam rụm mít đam chi nhưng chẳng rục chiết tiệp hay đam pa đam ấy có cái chặt châu chi rục chiết tiệp đẹp pa nhưng chẳng miền này tha pa khá tới vì miền có pua thầm chắc cây dương khá miền có pua thầm các ba dương chẳng rục chiết đại miền có pua trăm pi mẹ cho khổng cái hai viết thật rồi chết tiếp hay rồi chết tiếp nó phải chân chết bởi lại chia rồi chết để dân đạm được chung vinh tế hát á chia bình lại chị anh chân tới rồi có chịp ca tăng lòng ô chân tờ ná cái hai viết rồi chết tiếp chả tiếp bấy cứ chia rồi chết vò chia bộ phết rồi chết vò ná đà miền riêng tồn đà âm viết tồn tồn hay đà âm viên á chịp xài hai vi pe khla vi vi nần đai pe khla vi vi nần lơ chumna rư ai chăng ni đút ni chăng a ni ơi na khô yok đâm mịt yo mà mịt có chi rục chiết vô đai pru vi đốt nần lơ chlong mẹ ni chluong mẹ ni hai đôi chi mlu đai sălak vi sđieng khnie nung mlu á chăng ni sălak vi sđieng khnie mên tên tên nung mlu cha sălak mlu á hai mên krob mẹ ni con pật trọp khơi ni hai con trắc xoa mà lú đai mà lú có cái chặt cho rục chít vua phong đài cha anh ấy bên chi chấm cai cái tự sợ này khổ vô chấm cai tự sợ anh chăng rục chít vua vì ai đâu nữa lứa chấm nàng chăng đâu lứa chấm nàng chăng á đôi chi tự sợ đôi chi tự la đôi chi nồng đôn đôi chi lập bự vi vi nó anh chăng viết chi rục chít vua nè cha tiếp bốn cứ chi rục chít smile rục chít đại cái bạn chạy rục riêng vía đôi chia nằng smile chẳng còn ở khi đăng ấy smile mơ tức được pray smile mẹ nè tiếp tiếp mẹ nè cái tưa nó chẳng chẳng smile rồi cái chia đại chia rồi cái chia cái chặt châu chia bộ bộ smile mẹ đôi chia cái này còn thấy nhé anh nó sầu chả sầu nhớ nó cái châu rồi cái chia smile đấy anh ấy cái con nè cái cắt cô lui sa chẳng tới hàn nhớ phở khướng cái này đào mà về cái hai tháng sập gầy chà đam sập cây hà ni cái này nấy tôm chà tôm sập tôm dơ đam tôm dơ nương á chẳng biết rồi chơi chơi thiết đại chi rồi chơi bộ phết bộ bộ smile chẳng hay còn ở khnề khơi tha riêng rồi bảo rồi chơi đôi khnề được khó khnề chà khó khnề hay miền bộ màn bộ phết tới riêng về đại dương lực dương mà riêng này thay nấy cứ miền bốn bộ phết ở lỡ dương tới rung lực chà bộ phết tim mũi cứ cái hà rồi chơi ấy cái hai tháng rồi cái chết thom rồi cái chết thom nè, bắp hết tiệp bay cứ chia rồi cái chết tiệp, chả miên riêng tiệp tiệp từ từ nè, tiệp bay kia bắp hết rồi cái chết vua nó, tiệp buôn kia bắp hết rồi cái chết smile, chàng chẳng lỡ còn ở khi bạn khơi nhầm pí chầm nảy thà rồi cái chết, để cái bạn trái tam còn lại để vì lụt lót, hai còn cái bạn chạy rục riêng vía, khó khó khịa đàn, chẳng cái bạn trái còn lại để vì lụt lót nó chi mảnh. Chịp bầy phần này tí mũi rồi có chịp đau nữ lừa cụ tí bí rồi có chịp đau nữ khó nóng à cả tí bây rồi có chịp đau nữ khó nóng tự chả chấm nãy ai riêng rồi bao rồi có chịp khó khăn nha mình buôn bó phê tí mũi rồi có chịp thỏm tí bí chịp tiệp tí bây rồi có chịp vòa tí buôn rồi có chịp mà ừ chả chẳng là lấy dương tư an mê riêng sân khai cho mình nè bó chả rồi có chịp tiền ớ át bàn chai tờ tám tí còn lại để rồi có chịp đau rốt cái chết cuộc, rốt cái chết tức, rốt cái chết ạ ca. Rốt riêng rồi bỏ rốt cái chết miễn, rốt cái chết thổm, rốt cái chết tiếp, rốt cái chết vô, nâng rốt cái chết smile. Chẳng chẳng, nơi thay này nè, cô chẳng ai con còn ở cái này gọt mê riêng bảo dưỡng. Chá, bị ở nơi khăn nông châm nạch khô, thằng ớt châu khăn nông sự phở bảo cô ná. Chá, hai chông khá rồi, nè cổ miễn cái cặp tiết xâm rạp con phong ái. Chá, cái cặp tiết bảo nè cổ cho sơ xe chmô rô khá chít đại là nẹ sqoá lắc nông tà ráng kháng kào. Nhưng chẳng, khá nông mùi bà lọ, con thờ rôk ở bán bún chmô rô khá chít cốt ở bán bún, rô khá chít tức ở bán bún, rô khá chít thông ở bán bún, hai rô khá chít vô ở bán bún. Chà, nhưng chẳng, đồng bây cùng áo chung ngó, con ở toàn nè khu thoáng ná, con từ mưa vị tạo nè khu mặt đồn tiệt. Làm lập thằng ngày ní nè con ná, làm bây thua cái cáp tê hào nè khu thằng buôn chùm nói bán. Bán trầm trời trong khai nè khu, mình xùm nô khuyết xua tờ càng con phong ná, xùm nô nè khu xua thác. Ta bằng nhà cái ai chia rô cà chết đốc nơi gần lại nè. Chẳng cái chặt bằng nhà cái ai chia chùm nảy thác nạ rô cà chết để đốc nơi gần lại nè.
chúng con chào chị vội xem lén nhà mà nè khổ phong đại chào ô con bu cà riên bu chia tiền pi nè con ông ngày ní hai xóm bảy số bàn bạc tiền po đó con được anh nhé thua đầm ná tên nào mọc ná ở miến sổ vật thịt phiệp chàng chẳng xóm bảy số bàn bạc tiền po đó con được anh nhé chuẩn bị lý